Chào các bạn. Dạ vâng, dạ chào các bạn. Hôm nay Khải coi như là cũng không phải là có hẹn với Bắc Cường, nhưng mà đúng ra là Khải hôm bữa làm phỏng vấn xong Khải quên để cái cục này trên áo Bắc Cường. Thành ra hello KP lên đi. Thành ra hôm qua là Khải phải ghé lại để lấy lại cái này, rồi Khải tính là hôm nay sẽ hẹn gặp Bắc Cường để làm chương trình. Nhưng mà Khải đến trễ quá, mà Bắc Cường hôm nay mệt. Thành ra Khải sẽ hẹn lại với Bắc Cường ngày mai. Thành ra nếu mà các bạn nào là hâm mộ Bắc Cường thì Khải thông báo là để các bạn biết ngày mai Khải có hẹn làm chương trình với bác Nguyễn Mạnh Cường. Thì hôm nay Khải đi ngang nhà Bắc Cường thì gần tượng đài. Thành ra Khải xin ghé lại đây để làm cái thông báo cũng như để tâm sự với các bạn. Hôm nay nói chung là Khải cũng không Khải có một số những cái ý tưởng nhưng mà không có kịp ghi xuống. Thành ra nói chung là hello KP lên đi. Thành ra Khải cũng không biết là cái sẽ bắt đầu cái đề tài nó ra làm sao. Coi như đây là một cái đúng nghĩa tặng mạng Khải đi ngang qua. Thì thứ nhất là các bạn thấy là Khải ngồi đây là bên dưới tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở cái công viên Freedom Park. Mà hình như là tự nhiên Khải quên cái tên ông đó, ông là Sick gì đó. Xin lỗi, Khải tự nhiên vô tình Khải đi ngang, Khải không có đọc, không có nhớ tên. Thì cái công viên này họ sắp sửa, họ sẽ gây quỹ để mà chuẩn bị làm thêm một cái khu tưởng niệm nữa, là tưởng niệm của thành Quảng Trị, là cuộc theo thầy nhớ không lầm là mùa hè đỏ lửa đó, tái chiếm cổ thành Quảng Trị đó. Thì các bạn thấy là cái cờ là đã, nó gọi là half staff, tức là họ hạ cờ, Khải quên mất tiếng Việt chúng ta gọi là cái gì, chào bạn Thu Trần, tức là coi như là hạ cờ để giống như có những cái sự kiện gì đó thì giống như để tang hay là để tưởng niệm hay là để chia buồn đó, thì sẽ treo cờ rủ, gọi là treo cờ rủ, tức là half staff. Thì đúng ra cái này là Khải phải từ tuần trước là Khải đã phải lên tiếng Khải nói. Các bạn thấy Khải vẫn đeo cái mặt nạ đúng không ạ, cái mask, mà nghe nói bây giờ đúng ra phải đeo hai lớp mà nó mới có hiệu quả. Mà bây giờ Khải đeo mask thì tuần này, tức là từ mấy ngày trước rồi. Các bạn biết là Tổng thống Joe Biden đã tưởng niệm cái dấu mốc là 500.000 người, nửa triệu công dân Hoa Kỳ đã thiệt mạng vì đại dịch cúm Vũ Hán COVID-19. Thì giống như Khải nói, Khải không biết là thành phố Westminster và cái bang coi như điều hành cái tượng đài này lý do gì họ treo cờ rủ, nhưng mà ít nhất đối với Khải thì tuần rồi chúng ta nên tưởng niệm cái dấu mốc 500.000 công dân Hoa Kỳ và gần 3 triệu công dân thế giới đã thiệt mạng vì cúm Vũ Hán. Đó là cái lý do mà tại sao các bạn thấy là Khải luôn luôn Khải đeo cái mặt nạ, mặc dù Khải nói á, chính một trong những cái mặt nạ này đó là Khải được cái ban quản lý chợ Ralph, một cái chợ Mỹ. Bữa đó buổi tối Khải lăn xăng, Khải xuống xe, Khải không biết làm gì, Khải vô đi cái tự nhiên thấy người ta nhìn mình, tức là cách đây khoảng 3 tuần nữa,
người ta trợn mắt, người ta nhìn mình rồi thấy cái anh quản lý chợ là nhân viên trong chợ, người ta mới mới chỉ vô cái mũi mình, mới sực nhớ ra là Khải lúc xuống xe, tại vì đầu óc mình cứ nghĩ quẩn đó, thành ra mình quên mang cái mặt nạ, quên mang cái khẩu trang mask. Mặc dù mình là cái người lúc nào cũng cổ vũ phải đeo khẩu trang. Thành ra cái bữa đó là ban nhân viên quản lý chợ họ thay vì họ đuổi Khải thì họ chỉ ngoắc Khải lại, họ đưa cho Khải cái mask này. Nói ra vậy để các bạn biết là nhiều khi có những lúc mình vô tình mình không đeo khẩu trang. Giống như hôm qua Khải đi chợ cũng vậy, Khải te Khải đẩy xe đến gần vô chợ rồi, Khải mới nhìn thấy xung quanh có gì lạ lạ, Khải mới thấy là ai cũng đeo khẩu trang hết, thì mình mới nhớ ra là mình không có khẩu trang. Khải phải đi ngược ra xe, Khải lấy khẩu trang. Cũng như cách đây một năm, Khải nhớ cái lần Khải đi hèn lên gặp luật sư đó, Khải cũng vậy, Khải lúc đó là mới bắt đầu có chớm dịch thôi, thì Khải cũng đậu xe trên cái khu Hollywood, thành phố lớn sang trọng. Thì cái bãi đậu xe nó là cách cái văn phòng là phải đi cũng cả 15 phút, rồi đi thang máy lên mấy chục tầng. Thì Khải te Khải chuẩn bị bấm, tức là Khải mở cửa vô thì thấy anh bảo vệ, anh cũng nhìn Khải. Thì Khải mới nhớ ra là mình cũng quên mang mặt nạ, mask. Thành ra Khải mới phải đi ngược lại ra bãi đậu xe, vô xe lấy cái khẩu trang. Tức là lên gặp luật sư là trễ hết 15 phút. Nói dài dòng để thấy là cái vấn đề khẩu trang là nó là một cái thói quen mà không phải là dễ mà mình có thể mình thích nghi, mình đáp ứng được. Nó không phải là cái nó gọi là cái nature của mình, đúng không ạ? Nó không phải là cái second nature để mà mình ra đường hay là đi chỗ nào mình cũng đeo khẩu trang. Nhưng mà bởi vậy Khải mới cố gắng, Khải muốn gửi một cái thông điệp là cái khẩu trang này nó rất là cần thiết. Đương nhiên nó không có thể giải quyết được cái đại dịch, nó không có thể là bảo vệ chúng ta 100%. Nhưng mà nếu mà mình có thể góp phần để mà mình gọi như làm được những cái gì mà giúp góp phần chống lại cái đại dịch này, giảm thiểu cái sự lây lan, đúng không ạ? Bảo vệ bản thân mình, bảo vệ những người có quan hệ, có giao tiếp với mình. Giống như hồi nãy Khải đến nhà bác Cường thì Khải cũng phải đeo mặt nạ để nói chuyện với bác. Thì đó là giống như Khải nói, nó không thể là nó gọi là foolproof 100%. Nhưng mà ít nhất là nó cũng góp phần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tức là cái mình làm được cái gì thì mình cố gắng mình làm. Thì ít nhất Khải nghĩ cái vấn đề mà đeo khẩu trang là cái việc mà cần làm. Thì nói như vậy để nói ra là các bạn nhớ cách đi mấy tháng Khải có ra đây, Khải lên án những cái thành phần mà lúc đó cho rằng là cái bệnh dịch này là do truyền thông, mà theo cái lời của họ nói là thổ tả đó, truyền thông thiên tả, họ thổi phồng lên, truyền thông dòng chính, truyền thông chính thống thổi phồng cái bệnh dịch này, cái đại dịch này lên, chứ còn cái con vi khuẩn cúm Vũ Hán này nó cũng bình thường như cái cúm mùa hàng năm thôi. Và những cái người cuồng Trump họ rêu rao, họ nói rằng là tại vì là bên truyền thông thổ tả là muốn phá Tổng thống Trump, thành ra mới thổi phồng cái số nạn nhân lên, mà hết bầu cử rồi là sẽ hết dịch, tức là nói là sau mùa bầu cử rồi là truyền thông sẽ không có nhu cầu để mà thổi phồng cái con số nạn nhân lên nữa, thì lúc đó là mọi người sẽ thấy là cái bệnh cúm này nó sẽ qua đi, giống như là không có chuyện gì xảy ra. Cái đó là những cái luận điệu của những người cuồng Trump, những người binh vực tung hô Tổng thống Trump, họ rêu rao như vậy. Thì giống như Khải nói, cái tuần này là con số nạn nhân ở Hoa Kỳ đã lên đến con số 500.000 người, nửa triệu người. Tức là bằng tổng số những thương vong, tức là những tử sĩ, những quân nhân đã thiệt mạng trong đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến và cuộc chiến tranh Việt Nam cộng lại.
Thì các bạn cứ tưởng tượng cái con số mà nạn nhân như vậy nó khủng khiếp đến chừng nào, nửa triệu nhân mạng bị mất coi như là thiệt mạng vì cái cúm Vũ Hán này, mà có những cái phần tử vô nhân tính, vô liêm sỉ, họ khăng khăng họ nói rằng là cái bệnh dịch này là không có thật. Tức là họ nói là nó cũng chỉ là những cái cúm bình thường thôi, thì cũng như là hàng năm đều có bệnh cúm, thì cái cúm này nó cũng chẳng có là khác lạ gì. Tức là những cái kẻ thù của Tổng thống Trump thổi phồng cái này lên, chứ nó không có là một cái hiểm họa. Thì các bạn thấy, cho đến ngày hôm nay các bạn thấy qua cái cơn mà bão tuyết ở Texas á, là họ xôn xao, họ lên án, họ nói là chào anh Huỳnh Ngọc Tuấn. Dạ vâng, hy vọng Khải chúc anh Huỳnh Ngọc Tuấn và gia quyến một năm mới, bây giờ hơi trễ, một năm mới an khang thịnh vượng, được mọi sự như ý, sức khỏe dồi dào. Khải hy vọng có thể là khi mà Khải bắt đầu phục hoạt lại, bắt đầu làm chương trình đều đặn hơn để mà có những cái sự kết nối giao lưu, thì hy vọng có thể mời được anh lên tham gia chương trình để mà giao lưu với kênh của tụi Khải. Dạ vâng, chào anh. Thì kính thưa các bạn, giống như Khải nói đó, tức là họ, các bạn cứ tưởng tượng 500.000 người mà tuần tới Khải sẽ phải đi dự đám tang, tức là lễ viếng xác anh của một người bạn. Tức là bạn đúng nghĩa là nối khố đó. Tức là hồi xưa khi mà Khải học trung học á, lúc mà Khải mới lên trên mạng á, xã hội, trên các diễn đàn đó, hồi đó có nhiều người cứ chọc nói là tụi bay là neo tộc, là toàn là làm neo cào móng. Thì hồi đó Khải ngây thơ lắm, hồi đó là khoảng 1990 mấy 2000, Khải mới ngây thơ. Khải nói thật tình, Khải sống ở đây mấy chục năm, bạn bè Khải là bạn bè thân đó, trong nhóm coi nhau như anh em mà kích nghĩa đó, khoảng 9-10 người. Khải nói là trong nhóm bạn bè Khải mà cho đến bây giờ Khải, lúc đó là khoảng 40 tuổi. Khải nói là Khải 40 tuổi Khải chưa có quen ai làm neo hết. Trong nhà Khải, bạn bè Khải không có ai làm neo, Khải không có biết ai làm neo hết. Thì cái hồi mà cái người bạn học này, họ học trung học với Khải là giống như Khải nói mà hay là nhà anh Nguyễn Đức Quang ăn dầm nằm về, rồi có quen với anh Đỗ Ngọc Yến. Thì cái anh bạn này gọi là hồi xưa gọi là bạn vong niên, tại vì anh ta học trung học chung với Khải, nhưng mà anh ta Khải lúc tuổi, thành ra lúc đó là như anh ta lớn hơn Khải 2-3 tuổi gì đó. Nhưng mà hồi đó là hai đứa là cứ lúc nào cũng đi kè kè với nhau. Nhiều khi Khải nghĩ hồi đó còn nghĩ, có nhiều người nghĩ là Khải với anh này là chắc là BD hay là cái gì. Thì cái người anh lớn của cái anh bạn này của Khải đó là mất, qua đời là cách đây 1 tháng rồi. Thì khi mà Khải nhận được cái thông tin nó là cái ngày viếng là ngày 6 tháng 3, thì Khải mới phải nhắn tin lại cho cái anh bạn của Khải liền. Khải nói có đánh lộn hay không, ngày 6 tháng 2 là ngày 6 tháng 3, tại vì cái tin nhắn đó là khoảng đâu giống như là ngày 2 tháng, đó là đầu tháng 2 trước ngày 6 tháng 2. Thì trong đầu Khải nghĩ, ủa tại sao mà ai mà khùng điên mà báo tin là cả tháng trời như vậy. Khải nghĩ là Khải là cái người là chậm lục, có nghĩa là nhiều khi là Khải là cái người cuối cùng được anh báo tin. Thì Khải nghĩ là cái ngày viếng xác chắc là ngày 6 tháng 2, nhưng mà ảnh trả lời nói không, ngày 6 tháng 3. Thì lúc đó Khải mới chừng hững, thì ảnh mới nói Khải mới nói chuyện với nhau, thì mới té ra rằng là mặc dù là viếng xác ở quận Cam, ở Peak Family, thì anh nói ở đây đó, ở cái vùng quận Cam của mình, của Khải đó, thì bây giờ nhà quà nó họ không còn chỗ nữa. Tức là họ phải chứa xác ở trong những cái xe, nó gọi là những cái trailer, tức là những cái xe đông lạnh. Xe đông lạnh mà hồi xưa là để chở thịt đó. Xe đông lạnh họ đậu ngoài bãi đậu xe, rồi họ chứa xác trong đó, cả trăm xác. Và nó tồn động lại, tức là mỗi ngày mỗi tuần chỉ có thể làm vài cái đám tang thôi, trong khi đó cái người thiệt mạng, nạn nhân qua đời là cả trăm người như vậy. Thành ra bây giờ nó ứ động lại,
Thành ra anh nói là bên Quận Cam thì phải một tháng sau mới 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 mới, mới là cái là qua đời thì đưa vô nhà quan, thì họ để đó thôi, nhưng mà lên chương trình thì phải cả tháng sau mới lên được chương trình để mà tổ chức lễ viếng đồ này kia. Thì gái mới nhớ ra, thầy nói ồ thì hình như anh Chí Tài cũng vậy, ca sĩ Lệ Thu cũng vậy, ca sĩ Quốc Anh cũng vậy, đúng không? Tức là những nhân vật nổi tiếng gần đây thì rõ ràng là mới đây thôi, tức là họ qua đời cả mấy tuần mà bây giờ rồi, mới ngày hôm qua tuần trước là mới gia đình mới làm lễ tang. Thì nói tại sao Khải dài dòng như vậy. Rồi cái anh bạn Khải nói đó là đỡ chứ vùng của anh là Dallas. Thì cái thời gian mà cái chương lịch trình á là 6 tuần chứ không phải 1 tháng. Anh nói là bây giờ bên đó cũng vậy, cái số lượng người qua đời á là nó quá nhiều, nó quá tải. Thành ra những cái nhà quan á họ phải, tức là họ phải hoãn lại cả 6 tuần sau khi mà nạn nhân qua đời á, đưa xác vô trong nhà quan thì 6 tuần sau mới làm lễ được. Nói như vậy để chứng minh cho các bạn thấy là con số nạn nhân là nó có thật, chứ không phải là một cái chuyện bịa đặt, đúng không ạ? Và cái điều thứ hai nữa là những cái người này, người ta nói là đây á, cái đại dịch này nó là một cái cúm bình thường, xe tông chết mà có vô khám xét có vi khuẩn cúm, cũng liệt kê vô nguyên do chết là tại vì cúm, rồi ung thư chết cũng đổ thừa cho cúm, đột quỵ trụy tim cũng đổ thừa cho cúm. Thì kính thưa các bạn, nếu mà các bạn mới nghe qua như vậy đó thì mình cho rằng là họ nói có lý. Nhưng mà thưa các bạn, những cái đám này là những cái đám ngu dốt, côn đồ, lưu manh, bịt bợm, vô nhân tính. Họ mới dám đưa ra những cái lập luận, những cái dựng đứng, những cái chuyện bịa đặt vu khống như vậy. Khi mà họ nói là những cái hệ thống y tế ở Hoa Kỳ, những bệnh viện, những trung tâm y tế, những bác sĩ ở Hoa Kỳ, họ phải lập hồ sơ giả, đổ thừa cho cúm Vũ Hán để mà lấy tiền của nhà nước, lấy tiền của chính phủ để mà làm hóa đơn mấy chục ngàn, 35 ngàn đô la một ca nếu mà bệnh nhân được liệt vô là nói là thiệt mạng vì cúm Vũ Hán, thì cái bệnh viện đó sẽ được thêm 35 ngàn đô la một ca như vậy. Thì kính thưa các bạn, cái anh bạn của Khải mà Khải nói đó là hồi xưa thì ảnh đi học ở Cal State Fullerton ở đây, nhưng mà sau này ảnh dọn qua Dallas. Thì ảnh làm như vậy là ảnh làm về chụp hình về CT scan với X-ray rồi này kia đó. Tức là bây giờ ảnh làm mấy chục năm, bây giờ là cũng là supervisor rồi, lương rất là cao, con cái là cũng là dược sĩ, cũng là y tá bác sĩ hết rồi. Và anh nói rõ ràng là cái bệnh này rõ ràng nó rất là nặng nề. Các bạn thấy là khi mà cái người nạn nhân mà bị dính vô cái cúm này rồi, họ suy sụp và họ bị cách ly, tức là từ lúc họ bị đưa vô bệnh viện để điều trị cho đến lúc qua đời là không được gặp thân nhân. Mà không phải là cái chuyện là bệnh viện họ bị đặt ra như vậy để kiếm tiền. Khải muốn giải thích cho các bạn nghe tại sao họ phải cách ly như vậy. Các bạn biết là bây giờ đang có cái phong trào chích ngừa, chủng ngừa, đúng không ạ? Chủng ngừa là cái gì? Chủng ngừa là họ tiêm vô trong người mình những cái gọi là vi khuẩn giả, những cái vi khuẩn vô hại. Tức là nó có những cái cấu trúc, có những cái yếu tố tương tự như cái con vi khuẩn cúm Vũ Hán này, để cơ thể mình nó nhận diện ra, nó tấn công và nó tạo thành được một cái lực lượng, là những cái chất đề kháng đó, antibody, antivirus. Nó tức là trong người mình đã quen nhận diện cái con vi khuẩn này rồi. Thành ra khi mà mình bị lây cái con virus thật đó thì cơ thể mình nó có sẵn một cái lực lượng kháng thể antibody, nó nhào ra nó tấn công cái con vi khuẩn này liền. Thì cái tiêm chủng nó là như vậy thôi. Thành ra giống như Khải bây giờ không đeo mặt nạ, Khải ra đường lỡ mà Khải bị lây bệnh á, thì Khải lây từ những cái người nào? Lây từ những cái người
nó gọi là asymptomatic, tức là những cái người có vi khuẩn trong người nhưng mà không có triệu chứng bị bệnh. Có nghĩa là họ không có nóng sốt, họ không có bị mệt mỏi, họ không có bị mất những khứu giác, vị giác, ví dụ như vậy. Có nghĩa là họ không có triệu chứng bị bệnh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thân thể họ rất là mạnh khỏe. Khi mà họ, cái con vi khuẩn này nó xâm nhập vào người của họ đó, giống như Khải đó, thì cái cơ thể của mình nó đề kháng, nó đủ sức đề kháng. Các bạn phải biết trên 90% nhân loại là như vậy. Tức là rất nhiều người trong chúng ta bị lây, bị cái con vi khuẩn này nó nhập vô trong người. Nhưng mà không phải ai cũng bị lăn đùng ra bị bệnh, mà mình lướt qua được. Có nghĩa là cơ thể mình nó đủ sức đề kháng để nó gọi là nó gọi là kiểm soát, nó chống trả lại cái con vi khuẩn này. Mặc dù trong người mình là đã nhiễm bệnh rồi, nhiễm vi khuẩn rồi, chứ không bị ngã bệnh. Thì kính thưa quý vị, những cái người như vậy đó, Khải nói giả dụ nha, Khải giả dụ là Khải có vi khuẩn trong người, nhưng mà người Khải nó khỏe mạnh, Khải lướt qua được. Thành ra các bạn thấy Khải vẫn ngồi nói chuyện, vẫn đi đứng, vẫn bình thường. Thì khi mà Khải nói chuyện với người khác đó, thì Khải sẽ truyền cái vi khuẩn trong người Khải qua họ, tức là họ Khải lây bệnh cho họ. Nhưng cái khác biệt là như vậy, theo Khải hiểu nha, tức là cái số lượng vi khuẩn trong người Khải nó ít. Và thứ hai nữa, giống như là nó đã bị bầm dập rồi, tức là cái cơ thể Khải nó rất là khỏe mạnh. Thành ra cái số lượng vi khuẩn cúm Vũ Hán trong người Khải á, nó rất là thưa thớt. Và nó là giống như nó bị yếu ớt, tức là nó bị bầm dập, nó bị cái kháng thể trong người Khải quýnh cho tơi bời rồi. Thành ra khi mà Khải lây cho bạn đó, thì không khác gì Khải truyền cái, Khải chích ngừa cho bạn. Các bạn hiểu không? Giống như chủng ngừa vậy thôi. Có nghĩa là cái số lượng vi khuẩn mà từ Khải mà lây qua cho bạn á, thứ nhất là nó rất là thưa thớt, thứ hai nó rất là yếu ớt. Thành ra các bạn thấy, mặc dù Khải nói là nên đeo khẩu trang, nên cách ly, nên tránh tụ tập, không cần giao du, ví dụ như vậy, nhưng ít nhất ở cái đời sống bình thường, với những người đó gọi là asymptomatic, những người mà không có bị bệnh á, thì khi mà mình tiếp xúc với những người đó mà trong người của họ có vi khuẩn, thì cái xác suất mà mình bị lây nhiễm nó thấp. Nó thấp là tại vì cái số lượng vi khuẩn á, nó ít, và những con vi khuẩn đó nó cũng rất là yếu ớt. Còn cái người mà bị ngã bệnh đó, kính thưa quý vị, mà phải vô bệnh viện đó, có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cơ thể họ nó không đủ sức đề kháng, và toàn thân họ là nó giống như mình tưởng tượng, nó giống như một cái ổ dịch. Có nghĩa là vi khuẩn cúm Vũ Hán nó đầy dẫy trong người những cái bệnh nhân đó. Và tại vì giống như Khải nói, cái cơ thể của những người đó đã bị thua trận rồi, đã bị tràn ngập rồi, thất thủ rồi. Thành ra cơ thể của họ là một cái ổ bệnh, toàn là vi khuẩn. Và những con vi khuẩn đó nó rất là hung hăng, nó rất là khỏe mạnh. Thành ra khi mà mình mà ngồi cạnh, mình tiếp xúc với những cái người bệnh đó, tức là những cái người bị lây bệnh mà bị ngã bệnh, mà bị thua, thất trận trước cái con vi khuẩn này đó, thì cái gọi là cái gọi là cái, giống như gì, giống như là mình bị lây nhiễm, mình giống như Khải nói là giống như bây giờ mình đến một cái vùng mà cái khu đó chỉ có vài ba cái thằng gọi là địch, quân địch, đúng không ạ? Nhưng mà nó đi rải rác, nó là cái đám gọi là lôn côn, gọi là tàn binh bại tướng, gọi là gì đó, lão hồi đó, hồi xưa tàu họ hay nói cái từ gì, giống như là tàn binh lão gì đó, tức là những cái khả năng mà mình bị họ tràn ngập,
đúng không ạ, họ tàn sát rất là thấp. Còn bây giờ tự nhiên mình lại đúc đầu vô trong một cái gọi là một cái gọi là tổng hành dinh của nó, một cái ổ của nó, một cái ổ phục kích, đúng không ạ, một cái gọi là một cái chiến khu của nó, thì rõ ràng mình đưa đầu vô chỗ chết. Đó là lý do tại sao các bạn thấy bây giờ Khải đọc tin đó, thì Khải suy luận ra như vậy. Tại sao có những gia đình đưa đám tang, đúng không ạ, một người thân giống như một cụ bà, thì sau cái đám tang cụ bà đó thì mười mấy người con bị lây bệnh và 7-8 người con bị chết, rất là tang thương, kính thưa quý vị. Thì cái mà Khải suy luận là như vậy, tức là hồi xưa khi mà họ không biết đó, thì bệnh nhân mà ngã bệnh đó thì họ vẫn tổ chức đám tang, họ tham dự đám tang, thì giống như Khải nói, họ không có hiểu là cái người nạn nhân, cái mà bị thiệt mạng đó, là cái thân thể của họ là một cái ổ dịch, mà cái ổ dịch đó chứa đầy những cái con vi khuẩn rất là khỏe mạnh, rất là hung hăng. Thành ra giống như mình đưa đầu vô, mình đúc đầu vô một cái chiến khu ổ dịch, một cái ổ phục kích vậy đó. Thành ra những cái người mà tham gia đám tang đó là bị coi như là bị lây nhiễm, và lây nhiễm là nhiễm bệnh liền. Tại vì giống như thầy nói, cái cơ thể mà cái đó là một cái ổ dịch. Đó là lý do tại sao mà sau này các bệnh viện mà họ cấm không cho những cái nạn bệnh nhân đã vào những cái phòng gọi là ICU, tức là họ cô lập luôn, không cho gặp người nhà nữa, là như vậy. Kính thưa quý vị, chứ nhiều người nói tại sao mà dã man như vậy, tại sao chết mà không được gặp mặt người thân, chết trong cô đơn cả mấy tháng trời mà không được tiếp xúc với ai hết, trong khi đó bây giờ thiên hạ nó vẫn tụ tập, nó ăn chơi đầy ngoài ra. Tức là cái vấn đề mà giãn cách cách ly xã hội là cái chuyện mà tự nguyện mà. Tại sao ở ngoài đường vẫn tụ tập ăn chơi được, mà tại sao cái người đưa vô bệnh viện là chết mà không được bắt tay, không được ôm ấp người thân? Thì Khải xin thưa với các bạn, ít nhất là theo cái hiểu biết của Khải thì Khải giải thích như vậy. Thì trở lại vấn đề, các bạn có nghĩ đây là một cái chuyện bịa đặt hay không? Khi mà cái con số người nó lên 500.000 người đã thiệt mạng vì cái cúm này, và giống như Khải nói, những cái thành phần ngu dốt, lưu manh, bịp bợm, vô liêm sỉ, nó dám dựng chuyện, nó nói rằng là các bác sĩ, các bệnh viện ở Hoa Kỳ đã lập hồ sơ khống, đã lấy cái cớ chết bệnh nhân nào chết cũng quy cho cái lý do là vì cúm Vũ Hán, để mà lấy tiền 30,000+ một ca. Thì kính thưa quý vị, cái tụi ngu dốt này nó phải hiểu cái chuyện đó là một cái chuyện là bất nhân, thất đức và phi pháp, mà bất cứ một cái người nào mà đã học ra bác sĩ, là giống như Khải nói đó, có bác sĩ Huynh Trần nói đó, là để mà có bằng bác sĩ họ phải tốn cả mấy trăm ngàn, cả nửa triệu đô la để mà lấy được cái bằng bác sĩ. Và mặc dù Khải có kể là trong thời gian đầu thực tập thì lương họ rất thấp, nhưng mà sau này khi mà bắt đầu mà khoảng họ bắt đầu làm được 5-10 năm rồi đó, thì lương của họ mấy trăm ngàn đô la một năm. Thì họ có bao giờ họ ngu xuẩn, họ đánh đổi cái tương lai của họ để mà làm những cái chuyện phi pháp như vậy hay không? Điều thứ hai nữa, có nhiều người nói rằng là bệnh nền, có nghĩa là những người mà bị thiệt mạng vì cúm Vũ Hán là ý Khải xin lỗi nha, đây là cái lời nói của cái đám mất dạy khốn nạn này. Tụi nó nói là những cái nạn nhân đó thì trước sau cũng chết thôi, chẳng qua bây giờ là thôi cũng vu cho cái nguyên do là cúm Vũ Hán. Thì kính thưa quý vị, cái tụi này nó rất là ngu dốt và rất là vu đạo đức, rất là thất đức, vô lương tâm. Khải nói ví dụ nha, Khải nghĩ là bây giờ có 500.000 người đã qua đời, và các bạn còn nhớ là trước ngày bầu cử Khải đã có trình bày, Khải nói là thật sự đó, cái cúm này nó là một cái nguyên do
một cái gọi là cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính mà đã là tổng thống Donald Trump bị thất cử là vì cúm Vũ Hán. Nhiều người nói ồ là tại vì tụi địch thủ của tổng thống Donald Trump dựng chuyện rồi lợi dụng là cái nó không. Cái nguyên do đầu tiên là cái giải pháp, cái chọn lựa của tổng thống Donald Trump khi mà đối phó với cái đại dịch này. Và cái điều thứ hai, cái lúc mà tháng 11 đó thì cái số thương vong mới chỉ có khoảng 300.000 thôi, 400.000 thôi. Thì Khải mới giải thích, Khải nói nổi cái con số 300.000 nạn nhân thiệt mạng đó thì chúng ta phải hiểu là thân nhân bạn bè của họ nó lên đến con số cả triệu người. Thì 1 triệu người đó họ, nó Mỹ nó gọi là first hand, họ là những nhân chứng sống để mà họ biết rõ ràng là cái cúm này có thật hay không, và cái tai hại của nó, cái sự tan thương của nó, cái đau đớn, cái gọi là cái mức độ mà gọi là cái hậu quả, nó gọi là nó không những hành hạ thể xác của nạn nhân mà nó còn ảnh hưởng đến gia đình, đến thân nhân, đời sống của những cái nạn nhân, quan hệ trong xã hội nữa. Thì những cái người mà trực tiếp có kinh nghiệm là nó gọi là first hand đó, trực tiếp trải nghiệm qua những cái mà tang thương, tức là thân nhân bằng hữu của những nạn nhân qua đời về cúm Vũ Hán, họ mới là những nhân chứng sống để mà quyết định là thấy rằng là tổng thống Trump đã phạm sai lầm khi đối phó với đại dịch. Và đối với Khải đó là cái con số mà ông bị thất cử, tức là nếu mà nói là ông thua tổng thống Joe Biden 7 triệu phiếu, nhưng mà thật sự cái con số mấy triệu người mà họ có nạn nhân, có bạn bè qua đời vì cúm Vũ Hán thì họ mới là những nhân chứng sống để mà quyết định cái gọi là bỏ phiếu hoặc là đi vận động, đúng không ạ, để mà không có ủng hộ tổng thống Trump nữa. Thì đó là những cái người mà giả dụ trước đây họ đã từng là thành viên của Đảng Cộng Hòa, từng ủng hộ tổng thống Trump, thì sau cái vụ cúm Vũ Hán họ sẽ thay đổi cái lập trường của họ. Thì đó là một trong những nguyên do tại sao Thầy nói là tổng thống Trump thất cử là vì cái cúm Vũ Hán, là vì nó là một cái đại dịch, nó có thật. Và để mà trả lời cái luận điệu nói là những cái người nạn nhân qua đời là vì bệnh nền, giống như mấy cái thành phần khốn nạn này nói, như là theo cái lời của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, những cái tụi chó đẻ này đó, tụi nó nói rằng là ồ bây giờ bị xe tông chết cũng đổ thừa cho cúm Vũ Hán, rồi bây giờ là ung thư giai đoạn cuối cũng đổ thừa cho cúm Vũ Hán. Thì Khải hỏi các bạn, bây giờ các bạn nghe tin những cái mà minh tinh siêu sao, những cái người mà mới qua đời gần đây, thì hóa ra các bạn nói là bây giờ tất cả những cái người mà bây giờ đang có bệnh nền đều là không đáng sống, là chết đi hết đi à, chứ còn sống thừa à, tức là trước sau cũng chết à, tức là họ là xác chết biết đi à, tức là họ sống không bằng chết à. Không, ý Khải nói đây á, chúng ta cứ thử tưởng tượng, có những người Khải thấy mới qua đời đây, họ có thể là 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, họ đang bệnh tiểu đường, họ cao tuổi, họ bị suyễn, đúng không ạ, họ suy thận, họ là cha mẹ, ông bà chú bác của các bạn. Các bạn có những cái người thân như vậy hay không? Các bạn có dám gặp họ, chỉ mặt họ nói ông bà chết đi, ông bà sống làm gì chứ chật đất. Đúng, hàng ngày họ vẫn phải uống thuốc, họ cần phải có bình oxy để thở, họ cần phải gọi là chạy thận, họ cần phải có sự chăm sóc y tế, đúng không ạ, để họ duy trì cái mạng sống. Nhưng mà bạn có dám nói với Khải là những cái người đó nên chết đi, chết bớt đi, chết đi, sống làm gì cho chật đất không? Không phải như vậy, không phải nói là tại vì họ là có bệnh nền là trước sau họ cũng chết. Thành ra cái chuyện mà bị cúm Vũ Hán rồi chết là tại vì là không phải do cúm Vũ Hán giết họ, mà là tại vì là cái mạng họ đó tới số rồi trước sau cũng chết. Cái lối lập luận như vậy nó rất là thất đức, nó rất là ngu si, ấu trĩ, kính thưa quý vị.
Giống như Khải nói, có nhiều người đối với quý vị là sống lây lất, nhưng mà họ vẫn là những người bệnh nhân, có những căn bệnh nan y, đúng không ạ? Có những cái bệnh cần phải điều trị hàng ngày, tốn kém. Nhưng mà họ vẫn là những con người, họ vẫn có thân nhân, bạn bè, họ có cuộc sống, họ vẫn có thể sáng tác, họ vẫn có thể trao đổi, có thể là đưa ra những lời khuyên răn con cái họ, đóng góp cho xã hội, có ảnh hưởng đến xã hội và có một cuộc sống như tất cả mọi người khác. Nếu không có cúm Vũ Hán thì họ vẫn còn sống. Nếu không bị dịch, họ vẫn còn sống. Thì quý vị không thể nói là những cái người đó là không phải chết vì cúm Vũ Hán. Nói là tại vì họ bị nền, thành ra trước sau họ cũng chết. Nói như vậy rất là ngu xuẩn, rất là bất nhân. Mai mốt Khải không có muốn nguyền rủa hay là nói những cái lời thất đức, nhưng mà quý vị tưởng tượng nếu mà quý vị mai mốt cũng bị những cái bệnh nền đó, thì quý vị có muốn là nói là thôi mình bị tiểu đường, mình bị xuyễn, mình bị tim, thôi bây giờ thôi thôi sống ly đất làm gì, thôi để bị gặp thằng kia nó đang bị cúm cho nó lây cúm cho mình chết đi cho nó đỡ chật đất không? Quý vị có muốn như cuộc đời của quý vị là giả từ cái cõi trần này là như vậy hay không? Thành ra đừng có nói là những cái nạn nhân qua đời là không phải vì cúm Vũ Hán. Khải đồng ý có thể có 1%, 2% là những cái người đó là cái cuộc sống họ như là cái đèn dầu gọi là gì đó leo lét à. Tức là họ chỉ có thể là 1-2 ngày nữa họ cũng qua đời, 1-2 tuần nữa họ cũng qua đời, rồi bây giờ bị thêm cúm Vũ Hán nữa họ mới ra đi. Khải không phủ nhận, nhưng mà những cái thành phần đó rất là ít, nó chỉ có thể lên con số vài ngàn người như vậy thôi. Còn tất cả những cái người còn lại là sao? Nếu không bị cúm Vũ Hán thì mặc dù họ đang bị bệnh nhưng họ vẫn sống, họ vẫn có thể kéo dài. Tức là cái nền y tế hiện đại bây giờ ở Hoa Kỳ có thể tiếp tục kéo dài mạng sống của họ thêm vài tháng nữa, vài năm nữa. Thì quý vị không có thể nói là những cái người này họ không bị cúm Vũ Hán giết chết, không thể nói là họ trước sau cũng chết. Nói như vậy rất là mất dạy, rất là thất nhân. Bây giờ trở lại, Khải mới nói những cái thành phần như vậy, Khải chứng minh là chào bà Nguyễn Thị Bạch Yến, những cái thành phần như vậy nó rất là vô nhân tính, đúng không ạ? Nhưng mà Khải bảo đảm với các bạn, tụi nó không có ngu dốt hơn Khải. Tụi nó biết hết, nhưng mà tụi nó vẫn phải chân cháo, tụi nó đưa ra những cái luận điệu. Tức là tụi nó cứ phải suốt ngày oan oan lên loan truyền những cái luận điệu như vậy, vì những cái mưu đồ, những cái động cơ gì đó của từng cá nhân tụi nó. Nhưng mà Khải hy vọng qua cái sự kiện, qua cái cuộc bầu cử này, quý vị phải nhận chân ra được đâu là sự thật. Nhiều người nói rằng là tại sao mà bất đồng quan điểm rồi đi chửi người ta là cuồng Trump. Khải xin lỗi với quý vị, Khải phải giải thích. Ok, bây giờ có người thích ăn phở, có người thích ăn mì, có người thích ăn bún, có người thích ăn bánh cuốn. Cái đó là chọn lựa, cái đó là quan điểm. Ok, giống như có người thích đảng Cộng Hòa, có người thích đảng Dân Chủ, có người thích Tổng thống Trump, có người thích Tổng thống Joe Biden. Cái đó là chọn lựa, cái đó là quan điểm. Thì không bao giờ các bạn có thể chứng minh được là quan điểm của ai đúng, quan điểm của ai sai. Giống như bây giờ có người nói là phở mới là ngon, thì có người kia đã nói không, bánh cuốn mới là ngon. Thì phải bảo đảm với các bạn, muôn đời không ai có thể chứng minh được là ai đúng ai sai. Tại vì cái đó Mỹ nó gọi là preference. Cái đó là cái sở thích, cái khẩu vị, cái thị hiếu, cái chọn lựa của mình, cái gu của mình. Ok, cái đây mới là cái điểm Khải muốn nói, cái gu. Ok, một số người Việt Nam mình bị lẫn lộn từ cái vấn đề nó gọi là opinion với vấn đề là comment với fact. Ok,
Khi mà các bạn trình bày cái opinion, tức là cái quan điểm của mình, các bạn không thể nói đây là thông tin. Opinion không phải là fact. Ok? Khải giải thích lại. Khi mà Khải nói tôi thích ăn phở, thì cái đó là Khải có quyền nói tôi thích ăn phở. Khải nói là phở là món ăn ngon nhất thế giới, thì ai cũng hiểu cái đó là cái nhận định, cái sở thích, cái gọi là cái quan điểm của Khải. Đúng không ạ? Thì Khải, như Khải trình bày với các bạn, không ai có thể mà bác bỏ được cái chọn lựa của Khải. Khải xin lỗi, giống như Khải hồi đó Khải hay ví dụ mà bây giờ cả thế giới ăn cơm, bây giờ Ngô Kỷ nó là cứt mới là ngon nhất, thì cũng không ai mà có thể mà bắt Ngô Kỷ phải suy nghĩ giống như họ được. Cái đó là cái chọn lựa của từng người. Ok? Thành ra Khải đã nói ngay từ đầu, Khải không bao giờ mà ngu dốt đến độ mà đi lên án những người ủng hộ Tổng thống Trump. Cái đó là cái quan điểm, cái chọn lựa của họ, và mình phải tôn trọng cái quan điểm của họ. Mà nếu mình không tôn trọng thì mình cũng không thể mà có thể mà phản bác được. Nhưng nếu mà Khải bây giờ Khải nói rau muống bổ hơn thịt bò, tôi thích ăn rau muống tại vì rau muống bổ hơn thịt bò, thì kính thưa quý vị, cái vấn đề rau muống có bổ hơn thịt bò hay không thì có thể chứng minh được. Cái vấn đề đó là một cái thông tin, một cái fact. Có thể đó là một cái vấn đề có thể cân đo đong đếm để mà chứng minh, là để xác minh hay là bác bỏ. Các bạn hiểu Khải nói mà. Giả dụ bây giờ nói là Tổng thống Trump có trốn thuế hay không, Tổng thống Trump có chống Trung Cộng hay không, Tổng thống Trump có kỳ thị hay không, Tổng thống Trump có phạm tội sách nhiễu tình dục hay không, tất cả những cái đó có thể chứng minh được. Ok? Có gian lận bầu cử hay không, cái đó có thể xác minh được. Bởi vậy Khải mới nói, Khải lên án là lên án những cái luận điệu tuyên truyền bịp bợm, xuyên tạc, láo léo, đặt điều, dựng chuyện, vu khống, chụp mũ. Chứ Khải không lên án cái quan điểm của người khác. Giống như Khải nãy giờ Khải trình bày á, quý vị có quyền nói là ồ, là bên dân chủ họ lợi dụng cái cúm Vũ Hán để họ vận động tuyên truyền, họ thắng cử. Khải đồng ý. Có nghĩa là họ biết khai thác cái vấn đề đó. Nhưng nếu mà nói nguyên do thì Khải nói là tại vì Tổng thống Trump đã phạm những cái sai lầm, chọn những cái giải pháp, những cái phương hướng để mà đối phó với cái đại dịch này, nó không có hợp lý, nó không có hiệu quả. Đó là lý do tại sao ông bị thất cử. Chứ không thể nào quay qua nói là cúm này nó không có thật, cái vi khuẩn này nó không có có tai hại, truyền thông thổi phồng cái con số nạn nhân lên, ví dụ như vậy. Hoặc là nói ồ tại vì có gian lận bầu cử, hoặc là nó ồ đảng Dân Chủ bị tàu nó mua hết rồi, tối cao pháp viện bị tàu, là tay sai của tàu cộng. Đó là những cái luận điệu không phải là thuyết âm mưu, cái đó là thuyết bịa đặt, rất là ngu xuẩn, ấu trĩ, nông cạn, láo léo và ngu dốt. Chỉ có những người mù quáng hoặc là những cái tay mà bịt bợm mới có thể đi nói những cái điều bịa đặt như vậy. Thành ra khi mà Khải nói là Khải lên án những cái truyền thông thổ phỉ, thông tấn xã hầm cầu, Khải gọi tụi nó là cuồng nô, những cái tụi mà coi như là tay sai âm binh để mà đi theo là bưng bô, tung hứng để mà vinh danh Tổng thống Trump. Là giống như Khải nói, là một là họ mù quáng, họ ngộ nhận, hoặc là họ là những cái đám bịp bợm. Mà cái Khải muốn nói đó là nãy Khải nói là quý vị lầm lẫn với cái gu. Có nghĩa là như vậy, Khải là người Việt Nam, đúng không ạ? Khải thích ăn phở, thì Khải nói phở là ngon nhất. Thì rõ ràng những cái người mà thích ăn phở là đồng tình với Khải, đúng không ạ? Thì những cái người đó là nó ồ thằng Khải này nó nói đúng. Rồi những người Việt tị nạn cộng sản là thường là có nợ máu, có những cái ấn tượng, có những cái trải nghiệm
đau thương đầy thù hận không tốt với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, với chế độ cộng sản, đúng không ạ? Nói chung là những người Việt tị nạn cộng sản thì đều, nếu không căm thù thì cũng là oán ghét nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, và là không thích đảng cộng sản, không thích chế độ cộng sản. Thì giả dụ bây giờ Khải muốn lấy lòng quý vị thì Khải suốt ngày Khải lên Khải chửi cộng sản là thối tha, cộng sản là độc tài toàn trị, cộng sản là ngu dốt mọi rợ. Thì quý vị, những người chống cộng sẽ nói, ồ, Khải Đào này nói đúng, là tại vì Khải nói đúng ý quý vị, Khải nói đúng ý quý vị. Quý vị đừng có lầm lẫn, cái mà Khải đang nói đây là Khải nói đúng ý quý vị, hợp rơ với quý vị. Nhưng nếu Khải thật sự nói từ trong tim ra, thì chứng minh là Khải với quý vị là hợp rơ với nhau, đồng thanh tương ứng. Là Khải có những cái lý tưởng, có những cái quan điểm lập trường giống quý vị. Nhưng mà quý vị quên mất một điều, nếu Khải là một cái thằng khốn nạn, lưu manh, gọi là cơ hội chủ nghĩa, Khải biết quý vị thích ăn phở, Khải sẽ ca tụng phở. Khải biết quý vị thích cờ vàng, Khải sẽ ca tụng cờ vàng. Khải biết quý vị thù cộng sản, Khải sẽ chửi cộng sản. Nói chung là Khải pha nước đường cho quý vị uống. Thành ra hàng ngày quý vị nghe Khải ra rả nói những cái điều hợp tai quý vị. Quý vị cho là hợp lý. Quý vị quên mất rằng là Khải chỉ nói những cái điều, những cái luận điệu nó đúng ý quý vị, nó hợp gu quý vị. Thành ra quý vị đồng tình với Khải. Đến một lúc nào đó quý vị cho là ô, thằng này nó nói đúng quá, thằng này nó nói đúng quá, là quý vị quên mất, quý vị nói chính xác hơn là thằng này nó nói đúng ý mình. Tức là những cái đám côn đồ truyền thông thổ phỉ, những cái đám mà là thông tấn xã Hầm Cầu ở Bú Xa đó, trên YouTube đó, mà những cái đứa mà phải gọi là bú phêm cô giật tít cô view đó, những cái thành phần lưu manh đờ ý miệng, tụi nó sẵn sàng, tụi nó nói những cái chuyện gì mà tụi nó biết là quý vị muốn nghe, thì ngày này qua tháng nọ tụi nó ru ngủ quý vị, tụi nó pha nước đường, tụi nó quay tai quý vị. Tức là tụi nó nịnh bợ, tụi nó cứ nói những cái điều mà là thuận theo cái ý của quý vị. Riết rồi quý vị nghĩ là ô, thằng này nó đúng quá. Quý vị quên mất một điều, nó nói đúng ý quý vị mà chưa chắc là nó nói thật lòng. Nó biết quý vị muốn nghe cái gì thì nó pha nước đường, nó nói cho đúng ý quý vị để quý vị sướng cái lỗ tai. Nhưng mà đến một lúc nào đó quý vị lại cho rằng là ô, những cái thằng này nó nói quá hay. Tức là nó nói 100 điều là quý vị đồng ý hết 99 điều. Rồi quý vị tôn sùng tụi nó, quý vị là mất cảnh giác, nói theo kiểu Việt Cộng nó mất cảnh giác. Quý vị cho rằng là tụi này nó là chân lý, nó nói cái gì cũng đúng, tại vì cả mấy năm nay tao nghe nó nói là nói cái gì cũng đúng ý tao hết á. Nó nói y chang là nghe mát cả ruột. Nó pha nước đường cho quý vị uống. Mà Khải xin lỗi quý vị, những Khải không phải khoe, những thành phần như Khải đã nói là làm truyền thông, mặt trận truyền thông, thì Khải thừa khả năng để Khải làm cái chuyện đó. Khải thừa khả năng để Khải mà pha nước đường cho quý vị uống trong 5 năm, 10 năm để lấy được lòng tin của quý vị. Lấy được lòng tin của quý vị. Để quý vị tưởng rằng là Khải nói đúng. Mà quý vị quên mất là Khải chỉ nói cho vừa lòng quý vị, cho vừa tai quý vị, cho nghe lọt lỗ tai quý vị. Để lấy lòng quý vị, để lấy lòng tin của quý vị thôi. Và cái điểm đó Khải hy vọng trong tương lai Khải sẽ nói chuyện với anh Hoàng Ngọc Diêu để phân tích, để chứng minh cho quý vị biết. Đó là cái con đường, đó là cái thủ thuật mà ban tuyên giáo, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã sử dụng. Họ sử dụng cái thành phần mà Khải nói với Bắc Cường là useful idiots, những cái thằng ngu dốt tưởng mình là chống cộng, kể cả ngu kỹ. Khải không biết là vô tình hay thực sự là đã bắt tay với Cộng sản để thực thi cái nghị quyết 36, để ru ngủ quý vị, để lường gạt quý vị qua cái gọi là cái lập trường chống cộng. Họ ru ngủ quý vị bao nhiêu năm nay là thật sự không ngoài cái dự tính, không ngoài cái
cái sự gọi là giật dây của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, của ban tuyên giáo, những cái kênh mà quý vị tưởng rằng là chống cộng triệt để, chống cộng bula bula đó, là nó là những cái thằng useful idiots, nó là âm binh tay sai, hoặc là những cái thành phần ngu dốt bị cộng sản lợi dụng ra rã tuyên truyền những cái luận điệu ngu dốt, những cái là mật ước thành đô, rồi là tam quyền phân lập là coi như là thúi tha, là bày hầy, đảng dân chủ là đã bị Trung Cộng mua chuộc. Có nghĩa là quý vị mất cảnh giác, quý vị bị tụi nó lừa. Bao nhiêu năm nay tụi nó nói những cái điều hợp tai quý vị, thuận tai quý vị, còn Khải là nói những cái lời nghịch nhĩ, sự thật phũ phàng, quý vị không muốn nghe. Quý vị nghe xong quý vị gọi là dị ứng, tức tối, không thể chấp nhận được. Nhưng mà Khải không có gọi là mong muốn những cái chuyện đó xảy ra. Khải chỉ nhận định, nói ra những cái sự thật. Mình nhận định tình hình thì mình phải nói cho đúng cái thực tế. Còn cái sự thật nó phũ phàng, đó là ngoài ý muốn của Khải. Nhưng mà rất tiếc, giống như hồi xưa Việt Nam mình có cái câu mà nói là ở đời có bốn cái ngu đó. Có nghĩa là có người đó đã khuyên Khải, nói mày đừng có làm những cái chuyện vô ích. Giả dụ bây giờ tự nhiên mày khuyên nó đừng mua nhà, hay là đừng cưới vợ, đừng quen con đó. Bây giờ giả dụ nhà nó lên giá thì nó có chia tiền lời cho mày không? Nhưng lỡ mà nó nghe lời mày, nó không mua mà cái nhà tăng giá, có phải nó chửi lên đầu mày hay không? Giống như cũng vậy, bây giờ mày khuyên nó bỏ con đó, lỡ mà cái con đó là người tốt thì sau này nó sẽ nguyền rủa mày suốt đời. Chứ còn lỡ mà bây giờ nó những cái chuyện mà Khải làm đó, nếu mà có Khải nói đúng thì quý vị cũng đâu có cảm ơn Khải đâu. Nhưng mà nếu mà Khải nói sai thì quý vị sẽ chửi bới, sẽ gọi là nguyền rủa, sẽ chê cười Khải. Thành ra có rất nhiều người họ không làm cái chuyện Khải đang làm, họ không có rỗi hơi, họ đi nói sự thật cho quý vị nghe, nói những cái sự thật phũ phàng, nói cái những sự thật mà trái ý với quý vị. Đó là chưa kể Khải biết người Việt Nam mình đó, là quê thì khó huề, đúng không ạ? Quê thì khó huề, có nghĩa là quê thì rất là khó huề. Khi mà quý vị tin rằng là cái đó là con chó, mà Khải đến nói không, cái đó là con bò, thì nếu mà sau này chứng minh ra là Khải đúng, thì đa số người Việt Nam sẽ không bao giờ mà chấp nhận, ghi nhận nó, ồ vậy là mình sai, thằng đó nó nói đúng. Không, đa số quý vị là sẽ chờ cơ hội để mà một cái dịp nào đó chứng minh là đúng rồi, bây giờ cái xe đó bốn bánh, tao nói đúng còn mày nói sai. Có nghĩa là quý vị không bao giờ chấp nhận quý vị sai. Thành ra những người như Khải là chỉ khiến cho quý vị là bị quê độ, quý vị đâm ra để bụng, ghim trong bụng, Khải trở thành kẻ thù. Tiếng Anh nó gọi là public enemy. Khải biến Khải trở thành kẻ thù của quý vị. Tại vì Khải, khi mà quý vị nghĩ đến Khải là quý vị cảm thấy xấu hổ, quý vị cảm thấy là ồ thằng này nó chuyên môn, nó đi bóc mẽ mình, nó suốt ngày nó cứ nói là mình sai, mình bị lừa, mình không đúng, mình ngộ nhận. Cái đó không phải là cái mục đích của Khải. Khải đâu có rỗi hơi mà Khải đi kiếm chuyện để mà chứng minh là quý vị sai, để Khải được cái gì? Giống như Khải nói cái chuyện đại dịch này nó là có thật, và 500.000 nạn nhân qua đời là có thật. Và 500.000 nạn nhân đó trước khi họ qua đời, họ phải quằn quại đau đớn, họ bị hành hạ và họ bị cách ly, họ không gặp được thân nhân, không nắm được tay người thân, không ôm ấp được cha mẹ, con em của mình. Họ qua đời trong cô đơn, trong đau đớn. Mà có những đứa khốn nạn, nó nói rằng là cái đại dịch này không có thật, mà quý vị vẫn coi tụi nó là thần tượng, vẫn coi tụi nó là chân lý. Có nhiều người còn khoe là quý vị không nghe truyền thông chính thống, không nghe CNN, không nghe, bây giờ không thèm nghe Fox nữa, chỉ đi chờ ông Trump, hoặc là đi nghe cái đám truyền thông thổ phỉ, cái thông tấn xã rác rưởi.
hầm cầu Phú Sa này nó gọi là rêu rao những cái gọi là tin vịt, đặt điều bịa chuyện để nói cho vừa tai quý vị. Hôm nay Khải nói đây để Khải muốn đánh động đến lương tâm của quý vị. Quý vị còn muốn chống cộng, quý vị còn muốn xây dựng cộng đồng, quý vị còn muốn nhìn mặt con cái mình, còn đối diện với lương tâm của mình, thì quý vị phải thức tỉnh, quý vị phải đối diện với sự thật, phải chấp nhận sự thật, phải chấp nhận những người như Khải, những người dám nói lên sự thật mặc dù nó không có đúng ý quý vị. Và đến một lúc nào đó quý vị phải nhận chân sự thật, đối diện với sự thật để mà thấy rằng là những cái thành phần mà từ xưa đến giờ tụi nó pha nước đường cho quý vị uống là những thành phần bịp bợm, côn đồ, lưu manh, xảo trá. Và quý vị phải tẩy chay tụi nó, lên án tụi nó thì mới gọi là bảo vệ được sự thật, mới là bảo vệ được công lý, công đạo, mới là những người công chính. Chứ còn nếu mà quý vị bây giờ quý vị vì cái tự ái, vì cái tôi, giống như Khải nói, nhiều người không không dám đối diện với cái những cái sai sót của mình, là bây giờ quý vị bịt mắt bịt tai, là tìm cách đánh trống lảng để mà chờ một ngày nào đó có một cái sự kiện gì đó để mà quý vị chứng minh được là quý vị đúng, tụi nó đúng, Khải sai, để quý vị phủ nhận hết tất cả những cái sự bịt bợm gian trá của cái tụi khốn nạn này. Thì Khải xin lỗi quý vị, không cần Khải lên án quý vị, lịch sử hậu thế con cái của quý vị sẽ khinh thường quý vị, sẽ lên án quý vị. Giống như Bác Cường nói đó, trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn chơi chơi. Thời gian, sự thật sẽ không bao giờ có thể mà bị gọi là sửa đổi được. Nó có thể bị bưng bít, nhưng mà thời gian sẽ cho chúng ta những cái câu trả lời chính xác nhất. Và lịch sử sẽ lên án quý vị là cái thế hệ thua cuộc, tàu người tàu gọi là sách bài giành losers, những cái thành phần gọi là không phải thua là tại vì mình thua, những cái thành phần không ra gì, thua trong bản chất không ra gì, bản chất đê tiện, không dám đối diện sự thật, tự ru ngủ bản thân, giống như con đà điểu rút đầu xuống cát, quý vị mới chạy theo, hàng ngày ngồi chờ cái tụi khốn nạn bịp bợm này nó ru ngủ quý vị bằng những cái thông tin bịp bợm, láo xạo. Quý vị từng là cựu quân nhân, cựu sĩ quan, tiếng Anh nó gọi là cream of the crop, thành phần ưu tú tinh hoa của dân tộc, mà quý vị Khải ngồi nói chuyện với quý vị mà nghe quý vị trích dẫn những cái nguồn tin từ Thùy Trang, Nguyễn, Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy, thì chứng minh là quý vị là những con người không ra gì, những con người không tôn trọng sự thật, không có khả năng sàng lọc thông tin. Khải không lên án quý vị, Khải không muốn trở thành kẻ thù của quý vị, Khải chỉ muốn thức tỉnh quý vị. Tại vì ngày hôm nay Khải không chửi rủa quý vị, Khải không nguyền rủa quý vị, thì ngày sau này con cháu của quý vị nó cũng sẽ xấu hổ khi mà biết rằng cha ông chú bác của tụi nó là hồ đồ ngu dốt đến độ mà đi tin theo những cái luận điệu ngu dốt láo xạo như vậy. Con em quý vị nó lớn lên trên đất Hoa Kỳ mà, lịch sử sẽ ghi nhận lại Donald Trump là một nhân vật ra sao, cái cuộc bầu cử 2020 này nó có gian lận hay không, lịch sử Hoa Kỳ, lịch sử thế giới sẽ có câu trả lời, mà tiếng Anh nó gọi là on the right side of history. Quý vị có muốn đứng chỗ nào trong trang sử thế giới? Quý vị chọn chính nghĩa, chọn công lý, chọn công bằng đạo đức, hay là quý vị chọn láo xạo, gian trá, u mê? Dạ vâng, ngày mai Khải có hẹn với Bắc Cường, hy vọng sẽ có một cái chương trình thì rất là bổ ích, rất là gì đó.
hào hứng. Còn Khải thì giống như Khải nói, Khải không có chuẩn bị trước, thành ra Khải chỉ có thể nói đến đây, và Khải xin hẹn gặp lại các bạn ngày mai, và xin thân ái kính chào. Chào bạn Nguyễn Toàn, chào bạn Hùng Trần.